Em xin chào tất cả các bác yêu và đam mê lan trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay tranh thủ là em có trồng một cái số lượng khá là lớn cái dòng lan là đùi gà dẹt, cho nên em cũng tiện quay để cho các bác cùng nắm được cái đặc tính của cây lan này và cái cách trồng và cũng như là cách chăm sóc, để chúng ta cùng có thể là biết và chăm sóc cái cây lan này. Các bác cùng xem nhé. Điều đầu tiên thì các bác cũng biết là cái dòng lan đùi gà là cái loại lan mà nó lại cho hoa vào cái dịp Tết âm lịch. Chính vì vậy cho nên nó có một cái giá trị rất là cao và điều rất là nhiều anh em thực hiện là trồng cái lan đùi gà dẹt này. Cái vấn đề thứ hai là đùi gà dẹt thì nó rất là dễ trồng các bác nhá. Có một cái sức sống rất là mãnh liệt, nó thích nghi được với mọi miền của tổ quốc. Đó. Kể cả những cái khu vực mà có cái khí hậu nóng thì nó vẫn thực hiện là chịu đựng được. Với đùi gà thì nó chia thành hai loại. Một là đùi gà tròn mà hai là đùi gà dẹt. Đối với cây đùi gà tròn ấy, thì cái phần thân này nó sẽ tạo thành gióng, nó dài và nó tròn chứ nó không tạo thành những cái đốt như thế này. Nhưng mà đùi gà dẹt thì nó lại tạo thành những cái chuỗi gần giống như cái lan chuỗi ngọc đó các bác. Nhưng mà cái thân này nó dẹt và nó không tạo thành cái chuỗi mạnh và rõ nét được như thằng chuỗi ngọc. Đó. Đó, cho nên là đây là cái hình dáng và cái cây của đùi gà dẹt các bác này. Đó. Đùi gà dẹt thì do là cái mùa hoa của nó là vào cái dịp Tết âm lịch. Nó ra giá trị ở cái chỗ đó. Cho nên là cái thời điểm mà chúng ta ghép lan ấy, thì đây là cái thời điểm mà theo em là phù hợp nhất. Đó. Có một cái tính chất mà chúng ta khi ghép lan đôi khi là không xác định mùa của cây lan khi nào là trồng phù hợp nhất, dẫn đến có nhiều bác chơi lan thì cứ thực hiện mua lan và ghép, không biết được là cái thời điểm này cây lan có thể là nó đang gọi là trái mùa, dẫn đến cái việc mà chúng ta thực hiện ghép ấy, là nó sẽ không hiệu quả cao, cây lan rất là chậm ra rễ. Đó. Thì thời điểm này là cái thời điểm mà em sẽ thực hiện trồng một cái số lượng rất là lớn đùi gà dẹt. Cái mục đích của em là để thực hiện trong cái việc là chơi hoa vào cái dịp Tết. Đồng thời sau cái dịp Tết thì cái cây lan này nó cũng phát triển rất là mạnh, bởi vì sau mùa hoa nó sẽ chuyển sang mùa sinh trưởng. Cho nên cái cây lan của chúng ta nó sẽ rất nhiều những cái thuận lợi đó. Để cho các bác tiện hình dung thì em sẽ cho các bác xem một cái video về cái mặt bông của đùi gà dẹt này để các bác dễ hình dung các bác nhé. Như các bác cũng biết á, thì để mà chúng ta trồng một cái cây lan thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái cây lan đấy thời điểm nào là thời điểm nó ra hoa. Thì đối với cái dòng đùi gà á, thì nó ra hoa vào cái thời điểm Tết, cho nên cái thời điểm mà chúng ta thực hiện trồng nó phù hợp á, thì nên thực hiện trồng vào trước cái mùa hoa của nó. Cho nên đến thời điểm này là vào khoảng độ giữa tháng, gần cuối tháng 11 dương, đúng không ạ? Thì em lựa chọn cái đùi gà dẹt này để em thực hiện em trồng với một cái số lượng rất là lớn các bác nhé. Vì sao lại trồng vào thời điểm này? Cái điều đầu tiên là cái cây đùi gà dẹt nói riêng hay là còn gọi là dòng đùi gà nói chung á, thì cái mùa hoa của nó là mùa Tết. Tết là Tết âm lịch đấy các bác.
Chính vì vậy cho nên đến thời điểm này thì đa phần là cái dòng này nó đang ở cái trạng thái là nó thắt ngọn, nó xuống lá. Chính vì vậy cho nên là nó về trọng lượng nó rất là nhẹ các bác này. À, nó rất là nhẹ, cho nên là nhà vườn trồng, mua về trồng số lượng lớn á, thì nó sẽ phù hợp. Cái thứ hai là các bác cũng biết là sau mùa hoa là cái mùa sinh trưởng của cây, nó lên chồi, lên rễ rất là mạnh. Đấy, chính vì vậy cho nên là khi chúng ta trồng cái thời điểm này thì một thời gian rất là ngắn là chồi và rễ nó lên cực kỳ mạnh luôn, do đến cái mùa thời điểm sinh trưởng của nó. Cái vấn đề thứ ba là khi trồng thời điểm này chúng ta có thể là chơi được hoa của nó luôn. Đấy, đây là một cái tính chất mà rất là thú vị đối với một cây lan. Bởi vì khi trồng một cái cây lan ấy, thì chúng ta ít nhất cũng phải chờ đợi đến khoảng độ 1 năm hoặc hơn 1 năm mới có thể cho được ra hoa. Nhưng mà nếu biết chọn thời điểm thì chúng ta có thể là biết được luôn cái mặt bông của nó, à, nhìn được thấy hoa của nó, chơi nó luôn, thì điều thú vị nó sẽ tăng lên được rất rất nhiều lần, đúng không ạ? Cho nên thời điểm này là thời điểm bọn em thực hiện trồng phần đùi gà dẹt rất là nhiều. Đó. À, các bác đang nhìn thấy trên màn hình, đây là những cái giò lan đùi gà dẹt mà em đã thực hiện trồng ở trong chậu, đúng không ạ? Đây. À, đây. Em cũng trồng cũng chưa được nhiều, nhưng mà đây là những cái giò em mới tranh thủ ghép vào ngày hôm nay. Thì các bác nhìn thấy một cái điểm chung, đó là những cái giò này em ghép với cái mật độ thân rất là dày, đúng không ạ? Mật độ thân rất là dày. Có nhiều bác sẽ nói rằng là sao không tách ra để thực hiện trồng. Thì khi tách ra thì nó sẽ, sau này nó sẽ phát triển cái mầm gốc, nó sẽ tốt hơn. Đó. Thì điều này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này thì em sẽ phân chia ra thành hai loại. Một là em tạo thành những cái giò mà nó thực sự nó to một chút, để mình, mục đích của mình là mình có một cái giò lan đẹp, có đầy hoa để treo trong những cái ngày Tết. Hai là những cái giò nào mà nó nhỏ thì mình có thể là bóc tách theo khóm để mình thực hiện, mình trồng cho nó sau này nó thuận lợi trong cái việc lên mầm gốc, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cái giải pháp. Đó là để nguyên cả một cái giò to để chúng ta thực hiện trồng, mục đích là chơi hoa luôn. Còn có một cái vấn đề thứ hai là tách thành những cái khóm nhỏ để chúng ta thực hiện, chúng ta trồng, để cho cái thuận lợi trong cái vấn đề là các cái mầm gốc nó phát triển, nó sinh sôi nảy nở, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tùy vào cái mục đích sử dụng của chúng ta để chúng ta trồng những cái giò lan theo cái sự mong muốn của chúng ta nữa, đúng không ạ? À, rồi bây giờ thì em sẽ nói một chút về cái đặc tính của cây đùi gà dẹt để chúng ta cùng nắm các bác nhé. Đối với dòng đùi gà thì nó được chia làm hai loại. Một là đùi gà tròn và hai là đùi gà dẹt. À, như bác đang nhìn thấy đây là đùi gà dẹt, đúng không ạ? Đấy. Thì dòng đùi gà thì nó đều cho ra hoa vào cái dịp Tết và cái mặt bông của nó cũng giống nhau. Đấy. Đùi gà tròn hay đùi gà dẹt thì nó cũng giống nhau các bác ạ, về mặt hoa ấy. Còn thân thì nó lại khác nhau các bác nhá. Thân thì nó khác nhau. Một yếu tố nữa khác nữa đó là đối với đùi gà tròn thì khả năng nó chịu được nóng là cao hơn đối với thằng đùi gà dẹt. Ví dụ như đùi gà tròn thì nó có thể chịu được từ 60 đến 80% là nắng. Đấy. Nhưng mà đối với đùi gà dẹt thì khả năng chịu nóng nó kém hơn, thì nó dao động từ 50 đến 60%. Đấy, là nó có thể là đảm bảo được cái sự phát triển tốt nhất của nó. Như vậy, đối với khi chúng ta trồng cái cây đùi gà dẹt này thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lớp lưới loại là lưới 50-50 á, để giảm đi 50% nắng, là cái cây này nó sẽ là cái môi trường rất là thuận lợi để nó phát triển, được không ạ? À, vấn đề nữa là đối với thằng đùi gà dẹt này thì khi trồng thì bác chú ý này, là chúng ta trồng là trồng đứng nó lên. Đấy, trồng là trồng đứng đó, thân nó phải là được đứng lên, chứ chúng ta không có kiểu trồng giống như dòng lan thân thòng, đúng không ạ? Cái tính chất của nó là cái hướng lá nó chổng lên để cho nó làm sao nó lấy nắng. Đấy,
cho nên là chúng ta phải trồng đứng lên các bác nhá. Như là trồng mà chũi xuống là cái phần lưng của lá nó sẽ là tiếp cận với phía ánh sáng, còn cái phần mặt lá thì nó sẽ là úp vào trong đó. Thì đây là cái tính chất của cây, cho nên khi trồng chúng ta lưu ý là trồng đứng lên, được chưa? Cái vấn đề thứ ba là một vấn đề mà khá là quan trọng, đó là cái tính chất của cây. Cái cây này thì nó rất là khỏe và phát triển rất là tốt, nhưng chúng ta chú ý một điều, ở bên cạnh đấy nó còn tồn tại một cái vấn đề, đó là nó hay gặp cái tình trạng bị thối gốc, thối rễ. Nguyên nhân là do là gì ạ? Là chúng ta trồng với cái giá thể không phù hợp và chưa đúng cái kỹ thuật đấy. Cho nên khi các bác trồng á, thì chú ý hộ em, cái giá thể ở phía dưới á, thì nên sử dụng những cái giá thể mà nó mang cái tính chất là tạo được cái độ thoáng. Chính vì vậy cho nên ở đây các bác thấy này, là em trồng giá thể là vỏ thông, dạ, đây giá thể là ở dưới này, toàn bộ là vỏ thông luôn, vỏ thông đã qua xử lý, đúng không ạ? Đây, ví dụ các bác tiện hình dung thì đây chính là vỏ thông mà em đã thực hiện ngâm vôi, em xử lý sạch rồi, đúng không ạ? Chúng ta để sắp sắp như thế này, đó, để sắp sắp như thế này, rồi sau đó chúng ta chọn một cái khóm đùi gà dẹt nó phù hợp. Ví dụ đây là một cái khóm đùi gà dẹt, đúng không ạ? Đó. Mùa này thì đùi gà dẹt nó không được xanh tươi đâu. Đa phần nó đã thắt ngọn và nó xuống lá để chuẩn bị mùa hoa rồi. Cho nên rất nhiều lá các bác nhìn thấy nó hơi vàng vàng này, thấy chưa? Đấy, nó hơi vàng vàng đó. Thì đấy là cái đặc tính của cây các bác nhá. Chúng ta thực hiện cắt bớt những cái rễ đi. Đấy, em đã thực hiện em cắt này. Cắt bớt rễ đi để nó thuận lợi trong cái việc mà ra những cái rễ mới, đúng không ạ? Sau đó em ngâm kích rễ. Ngâm kích rễ và B1 thì em đã có những cái video hướng dẫn khá là chi tiết về cái nội dung này rồi, được chưa? Cái việc trồng để tạo cái độ thoáng thì chúng ta chỉ cần đặt ở trên cái miệng chậu như thế này. Đó. Đặt trên miệng chậu như thế này, đó. Sau đó chúng ta định vị bằng những cái dây, đó, những cái dây này là nó sẽ thực hiện nó cái giò lan của chúng ta nó sẽ rất là chắc, đúng không ạ? Chỉ cần vài cái thôi. Cơ bản là chúng cái giá thể ở dưới chúng ta làm cho nó cân đối, và cái giá thể cái cây của chúng ta đặt nó phù hợp thì nó sẽ tạo thành một cái điểm đứng rất là tốt, đúng không ạ? Ở trên này thì các bác có thể là bỏ thêm một lớp mà rêu. Đây, em ví dụ bỏ thêm một cái lớp rêu nữa. Rêu ở đây thì em cũng sử dụng một cái loại rêu, đó là rêu rừng, đúng không ạ? Đây, các bác nhìn thấy rêu này. Đó, em cũng đã xử lý rồi. Thì ta bọt đặt ở đây, cho vào trong chậu một cái lớp mỏng thôi, chứ không phải là nhiều quá, dẫn đến là nó sẽ giữ ẩm quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây lan của chúng ta, nó bị thối rễ đấy. Đấy, cái này là chúng ta giữ một cái lớp mỏng. Đấy, nó vừa tạo cái độ thẩm mỹ cho cái chậu lan mà nó lại vừa có cái chức năng là nó giữ ẩm, đúng không ạ? Đó. Lưu ý là không được đưa giá thể lên cái phần gốc của nó các bác nhá. Cái phần gốc là chúng ta cố gắng chúng ta để nổi nó lên. Đó, để nổ lên lên. Đó. Như vậy là cái chậu lan của chúng ta nhìn nó sẽ nhìn nó chắc chắn và nó sẽ đẹp hơn, nó đầy đặn hơn. Đó. Một cái lớp rất nhỏ rêu. Đó, để giữ ẩm. Nhưng mà ở phía dưới vẫn phải tạo được cái độ thoáng, đúng không ạ? Đây, các bác nhìn thấy những cái chậu có rất nhiều lỗ để tạo cái độ thoáng. Đó. Như vậy cái bộ rễ của nó sẽ không bao giờ nó thối được. Như vậy thì em nhắc lại một lần nữa để cho các bác cùng sâu chuỗi lại cái vấn đề khi mà trồng cái đùi gà này nhá. Thứ nhất là về riêng về đùi gà dẹt thì các bác chú ý là cái nhiệt độ về độ nóng của nó có thể chịu được là 50% so với là cái nắng trực tiếp. Cho nên chúng ta nên để nó ở cái nơi mà che lưới, cái loại lưới 50-50 á, thì nó sẽ đảm bảo và phù hợp nhất, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai là khi trồng chúng ta phải thực hiện là trồng cây đứng, chứ chúng ta không trồng thòng xuống, được ạ? Trồng đứng lên. Đó. Cái vấn đề thứ ba là giá thể chúng ta cũng phải chú ý là khi trồng là phải tạo được cái độ thoáng. Đấy, tốt nhất là nên sử dụng cái vỏ thông. Đấy, vừa tạo được cái độ thoáng mà vỏ thông ấy cũng là một cái giá thể mà cái cây lan, cái rễ lan rất là ưa. Đó. Và tạo một cái lớp rêu rất là mỏng ở phía trên để nó giữ một phần cái độ ẩm, tuy nhiên nó không giữ nước nhiều để dẫn đến tình trạng bị thối và hư cái đầu rễ, đúng không ạ?
Như vậy chúng ta đã có được một cái giò đùi gà dẹt để chúng ta thực hiện chơi hoa vào ngày Tết. Giá của đùi gà dẹt thì nó cũng không cao đâu các bác. Nó dao động khoảng độ 200 đến 250, nó tùy vào cái chất lượng của cái khóm, có nghĩa là cái giống đùi gà, đúng không ạ? Nếu mà cây mà đẹp thì giá của nó vào khoảng độ 250 một ký. Còn những cái dòng mà cây mà gãy, xấu, hàng dạt thì nó có thể là 200 hoặc là thấp hơn, thì tùy khu vực, tùy nơi bán. Nhưng mà nếu như 200 đến 250 một ký thì chúng ta cũng thấy rất là thỏa đáng, bởi vì cái giá này nó cũng khá là phù hợp, đúng không ạ? Đó, một dòng cây mà có thể là chơi hoa vào dịp Tết, hoa rất là sai, cây rất là khỏe, dễ thích nghi với cái môi trường, rất là đáng để chúng ta thực hiện trồng ở trong vườn của chúng ta. Như vậy thì thông qua một cái video khá là ngắn thì em cũng đã trao đổi với các bác về cái cây đùi gà dẹt này và cái cách trồng, đúng không ạ? Còn một cái phần chăm sóc cũng rất là đơn giản, đó là chúng ta duy trì một ngày tưới 1 đến 2 lần. Chúng ta nhìn vào cái phần giá thể, nhìn vào tình trạng cây, nhìn vào cái môi trường để chúng ta thực hiện tưới. Và lưu ý cho em, buổi sáng thì chúng ta có thể tưới thật là đậm, nhưng riêng buổi chiều thì khi mà chúng ta tưới thì nên lựa chọn vào cái thời điểm mà đang có mặt trời, có nghĩa là còn ánh sáng để chúng ta thực hiện tưới. Và khi đó chúng ta tưới thì cũng tưới một cái lượng nước vừa phải, đúng không ạ? Chứ không có tưới đậm, bởi vì khi mà chúng ta tưới đậm vào buổi chiều muộn ấy, thì nó sẽ làm cho dư nước và nó sẽ tích lũy vào cái buổi tối. Như vậy là làm cho cái cây lan của chúng ta nó hoàn toàn nó không hấp thụ mà bị dư nước, thì dẫn đến là sinh khuẩn, nó có hại cho cây lan. Cây lan rất là dễ bị thối lá, thối rễ và thối ngọn, cho nên chúng ta lưu ý về phần tưới. Còn cái vấn đề chăm sóc thì cũng không khó, thì chúng ta có thể sử dụng đơn giản thì có thể sử dụng những cái phân khi mà bộ rễ mà nó phát triển mạnh, nó trưởng thành, thì chúng ta có thể bỏ những cái túi phân tan chậm NPK vào trong cái phần trên giá thể, hoặc là rắc một ít phân chì của Nhật này, phân chì của Đài Loan, rồi cũng có thể là sử dụng phân dê, đó là những cái phân khá là cơ bản để chúng ta để trên cái thành chậu như thế này để cho cây nó hấp thụ, đúng không ạ? Nhưng mà lưu ý, khi mà sử dụng phân là cái cây chúng ta phải là cây mà chúng ta đã trồng và nó đã phát triển, bộ rễ đã trưởng thành, chúng ta mới sử dụng phân. Còn thỉnh thoảng, ví dụ như 1 tuần hoặc 2 tuần, chúng ta lại phun B1 loãng một lần. B1 ở đây em nhắc lại, đó là B1 dành cho cây nông nghiệp, chứ không phải là B1 dành cho người các bác nhé. Em hay nói từ B1 thì có nhiều bác lại không, mới chơi lan lại không biết, lại lấy cả B1 dành cho người để thực hiện phun cho cây. Nhưng như vậy là nó sẽ chưa đúng. Phần cuối cùng em xin lưu ý một chút nữa, đó là cái thời điểm mà khi cây đã thắt ngọn. Đấy, những cái ngọn nó thực hiện nó thắt đó, các bác nhìn thấy không ạ? Nó thắt và lá nó đang xuống, thì chúng ta lưu ý cái cơ chế tưới. Khi đó chúng ta tập trung, nếu có tưới thì tưới ở phần gốc này thôi, chứ không thực hiện tưới lên phần thân, đúng không ạ? Tại vì khi tưới lên phần thân thì cái khả năng mà cái phần ra hoa nó sẽ bị hạn chế, có nghĩa là cái mật độ hoa nó sẽ không được sai. Đó, cho nên là chúng ta nên giữ cái thân nó ở cái trạng thái là khô ráo vào cái thời điểm mà nó đã xuống lá và thắt ngọn. Chỉ tập trung nếu mà có tưới thì tưới một cái lượng ít ở cái phần gốc này, để cho cái bộ rễ của nó có đủ độ ẩm, cho cây nó vẫn duy trì được cái phần khỏe khoắn, khỏe mạnh của cây, chứ không thực hiện tưới trên cái phần thân các bác nhé. Tưới phần thân thì cái cơ chế của nó, một là nó có thể là nó sẽ ra cái ki, mà hai là cái mật độ hoa nó sẽ giảm đi. Đó, cho nên khi tưới thì các bác tập trung ở phần này, đấy chứ, phần gốc thôi ạ. Rồi, như vậy thì hôm nay thì thông qua video này em đã chia sẻ và trao đổi với các bác cái tính chất và cách trồng, chăm sóc cái cây lan đùi gà dẹt, một cái dòng lan mà đáng để chúng ta thực hiện trồng trong vườn, nhất là nó có đặc tính là cho hoa vào dịp Tết. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ, like để nhiều người cùng được xem video này. Em chúc các bác thật nhiều sức khỏe và có những cái giò lan đẹp vào những ngày Tết. Em chân thành cảm ơn.